Hello, chào mừng anh chị đến với kênh ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai, chuyên mua bán ô tô cũ tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai, cửa hàng ô tô Quốc Hùng anh chị ha. Hôm nay thì một buổi tối thì cũng vắng lạnh và yên tĩnh thì em trai cũng xin giới thiệu vài chiếc xe còn tại trong cửa hàng để cho mình chị mình xem và tham khảo những cái xe nào mà anh chị nào mình đang cần tìm những cái dòng xe này để mua để về phục vụ cho gia đình, hoặc là mình xem tham khảo, hay là mình có thể xem có bạn bè hay là người thân nè có nhu cầu mua xe thì anh chị có thể xem và tham khảo cùng em trai ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai anh chị nhá. Anh chị lần đầu tiên xem kênh em thì cho em xin một nút đăng ký kênh để được cập nhật những video sớm nhất bên cửa hàng về và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng anh chị ha. Thì hiện tại cửa hàng cũng còn lại vài chiếc xe bồng xe 7 chỗ, anh chị có thể xem và tham khảo nha anh chị nhé. Rồi, trước tiên quay những chiếc xe giới thiệu đến cho anh chị thì em cũng xin giới thiệu đến cho anh chị cửa hàng của em ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai. Thì có hỗ trợ Google Maps cho anh chị ha. Anh chị có muốn biết từ nhà mình lên cửa hàng của em bao nhiêu xa thì anh chị có thể nhấn vô nút Google Maps đó, những nơi nút ô tô Quốc Hùng sẽ hiện cửa hàng của em lên và anh chị có thể xem và biết từ ở nhà mình lên đến cửa hàng của em bao nhiêu xa anh chị nha. Rồi từ cửa hàng của em thì về đến ngã tư Dầu Dây, về đến ngã tư Dầu Dây thì nó tầm khoảng 60 km ha anh chị. Nếu mà mình từ ngã tư Dầu Dây đi lên chỗ em ngay 60 cây số, để bên tay trái cửa hàng ô tô Quốc Hùng anh chị nha. Còn anh chị nào mình ở trên Bảo Lộc hay là Di Linh, Đà Lạt đi xuống thì anh chị có tính từ đèo Bảo Lộc đi xuống ngay 60 cây, cửa hàng nằm phía tây phải anh chị ha, cửa hàng ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai. Bây giờ thì em cũng xin quay sơ lược những chiếc xe còn tại bên cửa hàng để cho anh chị mình xem và tham khảo. Hôm nay thì mình sẽ vô trong quay ra nha anh chị. Nói chung là mới trời mưa mới xong luôn anh chị. Mưa xong rồi yên tĩnh và êm đêm, anh trai cũng quay và giới thiệu đến cho anh chị mình xem sơ lược và tham khảo bên cửa hàng. Nói chung thì lâu lâu làm cái view tổng bại để anh chị mình xem và tham khảo ha. Ngày mai thì em trai sẽ vô trong kho và trong kho quay còn lại những chiếc xe tại kho nữa, quay cho anh chị mình xem tham khảo luôn anh chị ha. Trước tiên thì em trai sẽ giới thiệu đến cho anh chị chiếc xe dòng xe Hyundai 5 chỗ anh chị nha. Dòng xe Hyundai thì Accent 21 nhập hàng nguyên con anh chị. Nhập hàng nguyên con, số tự động 1.4, dòng xe 5 chỗ anh chị nha. Nói chung những cái dòng xe mà nhập hàng nguyên con thì dòng xe hạng sedan, nói chung là tuy đời 21 thôi nhưng mà mẫu form, mẫu dáng của nó thì chưa bao giờ gọi là lỗi thời anh chị. Mẫu dáng của nó nhìn rất là đẹp và những cái dòng xe này đi nó rất là đầm, cứng, chắc, bền bỉ nè anh chị ha. Rất là dễ dùng, dòng xe hạng B anh chị nha, đi rất là đầm chắc và rất là êm. Đối với chiếc xe Hyundai Accent 21 này thì bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với cô chú anh chị mình một cái giá thành cũng rất là hợp lý trong hiện tại bây giờ luôn anh chị nha. Chỉ có 269 triệu thôi anh chị, 269 triệu thôi. Đối với xe này thì có hai túi khí nè và thắng ABS nha, hộp số tự động nè anh chị ha, ghế nị zin theo xe còn nguyên bản, xe gia đình nha. Đi xe chuẩn Odo mới có 101-102 ngàn cây thôi anh chị à. Xe đi khá là ít và chạy rất là đầm chắc, cứng nha anh chị. Xe là không lỗi ha. Máy zin nha anh chị, máy số zin ha, gầm đẹp. Gầm đẹp còn 7 màu luôn anh chị nha. Và 4 vỏ lốp còn rất là cao, còn trên 7-80% anh chị. 4 thắng đệ nha, dòng xe này 4 thắng đệ ha. Xe là nói chung anh chị muốn về sẵn dùng thôi. Màn hình cam da có đầy đủ hết và chủ xe cũng đã lên lo súp đầy đủ hết cho anh chị và anh chị à. Xe vô lăng anh chị, cùng em xem qua bên kia nè ha, xem sơ lược những cánh cửa nè ha, cùng em xem qua bên kia xem có vô lăng và những cái điểm cần thiết để xem. Nói chung xe này thì là xe bà cô đi, nói chung là phụ nữ đi, chỉ có đi lại uống cà phê là đưa con, nói chung là cũng con cái cũng lớn hết nói chung là bà cô này cũng lớn tuổi, năm mấy tuổi nên là cũng đi lại uống cà phê là đi lại này nọ kia thôi. Ở nhà thì buôn bán đồ kiến anh chị, nên là người ta cũng rất là ít đi, hiếm đi lắm. Nhà có mấy con luôn mà, nhà có trong chiếc bán tải, hai chiếc bán tải với con này. Người ta đã không có nhu cầu sử dụng, người ta muốn
lên đời xe để lại cho em trai. Nói chung thì anh chị thấy không? Đó, vô lăng của nó này ha, rất là đẹp, không dấu hiệu bị mòn ha. Đó, nói chung là bà cô này đi cũng rất là giữ gìn nó xe nè. Đó, những cái củ số vô lăng mà táp bi đồ đẹp hết anh chị à. Xe ô đô của nó đi ít lắm. Xe này ô đô của nó anh chị cùng em xem luôn đi ha. Đó, sẵn tiện mình xem luôn. Ô đô của nó đi 159.000 cây anh chị nha. 159 cho nó 160 đi ha. Cho nó 160.000 cây ha. Hai túi khí nè anh chị. Đó, củ số đó. Đó, hộp số tự động ha. Nói chung là xe này thì anh chị mua về vợ chồng đi chung đều ok hết nha anh chị. Còn không thì mình mua về mình đi gia đình sẵn tiện mình chạy dịch vụ kiếm thêm và mình đi xe hoa này nó khi cũng rất là ok anh chị. Một màu trắng tinh luôn. Nói chung là xe này thì đi đám cưới đồ là bá cháy luôn anh chị. 269 triệu anh chị ha. Bao anh chị ký bán và rút hồ sơ về cho anh chị nha. Xe này thì anh chị nào ưng ý nó thì lên tại cửa hàng 127 quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai xem xe chi tiết. Bây giờ em sẽ có bớt và thương lượng cho anh chị nha. Về gia tên phí đi đường nè ha. Nói chung là tình thương mến thương. Anh chị thiện chí thì cứ lên tại cửa hàng để xem xe ha. Còn không thì kết bạn Zalo với em để được trao đổi với em trai. Mà qua số điện thoại thì em chỉ bớt lọc bớt quá thì 3 triệu 5 triệu thôi. Nếu mà anh chị thật sự thiện chí muốn mua xe thì cứ lên tại cửa hàng xem xe chạy thử ok hết rồi anh chị ngồi xuống uống trà bàn đạo anh chị ha. Anh em mình thương lượng từ từ nha anh chị ha. Nói chung là tình thương mến thương có bớt cho anh chị nên anh chị thực sự thiện chí thì cứ lên tại cửa hàng xem xe rồi mình thương lượng nha. Trước tiên thì qua điện thoại thì em chỉ bớt cho anh chị quá lắm là 5 triệu thôi, 5 triệu để lấy cái động lực để mình lên xem xe thôi anh chị nha. Còn có lên tại cửa hàng xem xe xong là có bớt đó, anh chị mua là bớt cứ mua là bớt nha. Nói chung là tình thương mến thương. Tiếp tục đối với chiếc xe Ford Everest 207 mẫu 208 anh chị máy dầu nha. 207 mẫu 208 máy dầu số sàn 2.5, dòng xe 7 chỗ gầm cao máy thoáng, dòng xe SUV, xe đi đầm chắc. Và nói chung là những cái dòng xe này thì anh chị nào mà đã từng sử dụng qua thì biết ha, rất là bền bỉ và đi rất là đầm, rất là chắc. Anh chị đi đường trường là bá cháy luôn. Và anh chị lên đường rẫy đồ, đường sình đồ cũng vậy ha, đi rất là sướng và rất là bá cháy. Gầm nó rất là cao anh chị à. Nói chung là thương hiệu Mỹ mà, gầm cao, nói chung là dài, to, cao, rộng rãi ha, đẹp trai luôn. Đối với chiếc xe này thì xe máy số còn zin luôn anh chị nha. Và đồng thời là không lỗi ha, xe còn rất là đẹp và màn hình cam che hành trình có đầy đủ hết cho anh chị ha. Thì đối với xe này thì bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với anh chị một cái giá thành là 239 triệu anh chị nha. 239 triệu đối với xe Ford Everest máy dầu 207 mẫu 208 ha. Bớt cho anh chị 9 triệu luôn. Còn lại 230. Ok cho anh chị. Anh chị lên xem xe ok mua, bớt thêm 10 triệu nữa 220 bán. Ok cho anh chị. Tình thương mến thương như vậy còn gì nữa anh chị ha. Nói chung là mình mua một, nói chung là cửa hàng đưa một cái giá ra để chào bán với anh chị. Nếu mà anh chị thực sự thiện chí muốn lên xem xe, muốn mua thì cứ lên xem xe sẽ bớt cho anh chị ha. Trước tiên là thấy trước mắt là bớt cho anh chị 19 triệu anh chị nha. 239 nha, bớt 9 triệu nha. Làm động lực anh chị lên xem xe, mua bớt thêm 10 triệu nữa, bao anh chị rút hồ sơ. Ok chưa, xe là bao anh chị quay đầu, không lỗi nha. Máy số zin, một cái nội thất rất là đẹp và một cái màn hình Android, đồ chơi bịt bùng đầy đủ hết anh chị ha. Nói chung là hôm nay em trai chị quay tổng hộp những video bên cửa hàng nên là quay sơ lược cho anh chị xem thôi anh chị nhé. Đó đồ chơi bịt bùng giờ anh chị ha. Rồi tiếp tục đối với chiếc xe Innova G xịn 207 anh chị à. G xịn 207, con này là gọi là zin chú luôn anh chị nha, zin chú luôn, không lỗi nhỏ, chuẩn chức gia đình, không kinh doanh dịch vụ taxi anh chị ha, không lỗi nhỏ, mấy số zin anh chị nha. Nội thất đẹp, màn hình Android, cam hành trình có đầy đủ hết rồi anh chị à. Có đầy đủ hết rồi, anh chị mua về chỉ mà việc đổ xăng mà đi thôi, không cần phải làm một thứ gì đâu anh chị à. Đối với chiếc xe này thì bên cửa hàng sẽ cam kết với anh chị bằng văn bản như những chiếc xe khác ha. Không lỗi, không taxi dịch vụ ha, mấy số zin, bao anh chị quay đầu, bao giấy tờ pháp lý rõ ràng, bao rút hồ sơ anh chị nha. Đầy đủ hết ha. Rồi, đối với xe này thì hiện tại bên cửa hàng đang chào bán với anh chị một cái giá thành là 230
239 triệu luôn anh chị ha, 239 triệu luôn. Thì cũng giống như những chiếc xe khác thôi, có bớt, có thương lượng, tình thương mến thương cho anh chị ha. Đó, trước tiên là bớt cho anh chị 4 triệu làm động lực đi lên xem xe. Ok mua, bớt thêm 10 triệu nữa ok cho anh chị. Đó, rồi anh chị nào cảm thấy hợp lý và cảm thấy thích nó thì cứ alo với em trai ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai anh chị nha. Rồi tiếp tục xịn 227 nha anh chị ha, màu vàng két ha. Tiếp tục đối với chiếc xe Innova G xịn 209 luôn anh chị. Innova G xịn 209 cũng như con 207 thôi, zin không lỗi nhỏ ha, zin không lỗi nhỏ, xe đẹp quá trời luôn, ghế nị zin theo xe còn nguyên bản luôn anh chị ạ. Đó, còn nguyên bản luôn ha. Màn hình Android có đầy đủ hết. Xe này thì chưa có màn hình Android, có màn hình cùi bắp anh chị. Đó, ghế nị còn nguyên bản. Màn hình cùi bắp và cam hành trình có đầy đủ hết anh chị, có đầy đủ hết ha. Đó, xe này thì máy số zin không lỗi, không taxi. Đó, gầm cứng lắm, xe nói chung là những cái xe gia đình thì gầm nó cứng lắm, đi sướng lắm anh chị. Đó, thì đối với chiếc xe này thì em trai hiện tại đang chào bán với anh chị là 259 triệu anh chị nha, 259 triệu đối với chiếc xe G xịn 209 siêu chất này nhung. Nói chung là chất và đẹp, zin không lỗi ha. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm thì đến tháng 7 2024 lần anh chị à. Con kia thì tháng 6 2024, con này tháng 7 2024 ha. Đó, con này thì 259 triệu ha, cũng như những chiếc xe khác ha. Có tình thương mến thương và có bớt cho anh chị nha. Đó, trước tiên tôi với xe này thì bớt cho anh chị 4 triệu hay là 9 triệu gì đó. Có bớt hết qua điện thoại ha. Là làm cái động lực cho anh chị mình lên xem xe. Còn anh chị mình thiện chí thật sự lên muốn mua xe thì mình cứ lên tại 127 quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú tỉnh Đồng Nai. Xem xe đi bớt và thương lượng ha anh chị nha. Rồi ok anh chị nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em trai, nhưng anh chị chưa đăng ký kênh ủng hộ em trai thì cứ đăng ký kênh ủng hộ cho em trai và để cập nhật được những video sớm nhất bên cửa hàng về anh chị nha. Tiếp tục đối với chiếc xe Kia Carnegie. Kia Carnegie 2012 bản full kịch sàn anh chị nha. Bản full kịch sàn là sao? Là bản full là hai túi khí nè, cửa sổ trời nè, ghế chỉnh điện nè anh chị. Cửa sổ trời, ghế chỉnh điện ha. Hai túi khí nha. Bản hai túi khí nói chung là bản cao cấp nhất dòng xe số sàn 2.0 này anh chị ha. Ghế chỉnh điện nè ha, và cửa sổ trời nè ha, có đầy đủ hết cho anh chị ha. Xe là 4 thắng đệ ha, nòng xe là 5+2 7 chỗ, xe không lỗi, máy số zin, chuẩn chức gia đình nha, không kinh doanh dịch vụ taxi anh chị nha. Xe này cứng đẹp lắm. Xe này cứng đẹp lắm, mà biển số 60K25912. Bóng đèn nè, đồ cũng còn rất là đẹp ha. Đối với xe này thì hiện tại chủ bên cửa hàng đang chào bán với anh chị là 245 triệu anh chị nha, 245 triệu, bớt thẳng cho anh chị 5 triệu. Anh chị lên mua xe, xem xe ok đi, bớt tiếp anh chị ha, có bớt tiếp luôn anh chị nha. Rồi bây giờ em sẽ nói một chút xíu về chuyện riêng tư của em đã. Đang quay phim mà xào cái gì nó cay dữ vậy, rát hết cái họng luôn. Uống miếng nước đã. Chết thì người thiệt chứ. Rồi ok, tiếp tục. Tiếp đang quay phim mà xào quá họng, cái gì nó cay quá, khô họng luôn anh chị. Bây giờ tiếp tục quay tiếp Hyundai Accent 208 nhập hàng, máy dầu 2.0, cửa sổ trời. Cửa sổ trời 2.0 nha. Siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn anh chị. Xe này nói chung là nó đi đầm êm mà nó tiết kiệm nhiên liệu lắm. 100 cây chỉ có 6 lít dầu thôi anh chị à, 6 đến 7 lít dầu thôi. Xe đồ chơi nên định bùng hết rồi, đầy đủ hết rồi ha. Đó, màn hình đồ Android đồ đầy đủ hết rồi. Bóng đèn đồ lên đầy đủ hết rồi. Xe thì bao anh chị giúp hồ sơ, cam kết là không lỗi, không dịch vụ taxi nha. Xe này thì bên cửa hàng hiện tại đang chào bán với anh chị là 359 triệu anh chị nha. Đó, cũng bớt cho anh chị 4 triệu 355. Đó, anh chị qua số điện thoại thì bớt vậy thôi, anh chị cứ lên xem xe đi, lên xem xe mua đi em trai, bớt cho 50 triệu là nhiêu đó thì cứ thiện chí lên xem xe đi, mình bớt cho nha anh chị nha. Đó, nói chung là tình thương mến thương, có bớt cho anh chị về gia tên và phí đi đường đồ hết đó anh chị à, thì anh chị cứ yên tâm ha. Đó, xe thì bao anh chị là không có chê vào đâu hết á, chủ yếu là hợp túi tiền của mình thôi nha. Xe đó từ bóng đèn nè, 4 cái vỏ mới nè, màn hình Android cao hành trình có đầy đủ hết.
và đăng kiểm thì đến tháng tháng 5 hay tháng 6 gì đó, 2024 còn rất là dài chị ha. Mặt nạ da lăng đồ cũng còn đẹp hết à. Xe này thì anh chị mua về đi là sướng lắm, đi êm lắm, gầm đẹp ha, không lỗi gì hết anh chị à. Xe quá trời tuyệt vời luôn. Để cho anh chị xem cái nội thất này ha. Nội thất thì đẹp keng xà beng hết rồi. Mua về sẵn dùng thôi, không có gì để mà làm hay là dọn gì hết anh chị à. Xe đẹp lắm. Mình thùng của nó nè anh chị thấy không? Form dáng của nó thì cũng rất là đẹp ha, 5+2, dòng xe 7 chỗ anh chị nha. Xe rất là đẹp và rất là hầm hố luôn anh chị. Chỉ có 300 có tầm khoảng 350 345 340 để cho anh chị nha. Anh chị thiện chí cứ lên xem xe ha. Rồi, bây giờ đó, tiếp tục giới thiệu đến cho anh chị chiếc xe Kia Gazelle 5+2 2.0, dòng xe 5+2 anh chị ha, Hàn Quốc nha. Đối với xe này thì hiện tại là cửa hàng đang chào bán với anh chị là 259 triệu anh chị ha, 259 triệu đối với chiếc xe Kia Gazelle 2014 đời rất là cao luôn anh chị à. Mình thùng của nó nè, căng nét và rất là đẹp anh chị ha, máy số zin không lỗi anh chị nha, 259 triệu bớt cho anh chị 4 triệu ha. Anh chị thiện chí cứ lên xem xe đi, bớt thêm chút định nữa anh chị nha. Xe rất là đẹp và rất là liền ha. Xe quá trời đẹp luôn nè, anh chị thấy không? Màn hình nè, tối thui đây anh chị. Mâm vỏ đồ cũng chạy còn khá là cao và rất là đẹp anh chị nha. Form dáng của nó nè, quá trời đẹp luôn anh chị ha. Dòng xe 5+2 anh chị nha, đăng kiểm thì cũng còn khá là dài ha, đến tháng 6 2024 lượng anh chị nha. Nói chung xe nào cũng còn đăng kiểm rất là dài, tháng 6 2024 nè. Và xe thì anh chị mua về sẵn dùng thôi, màn hình Android, cam hành trình có đầy đủ hết rồi anh chị. Có đầy đủ hết rồi. Không có thiếu gì nữa đâu anh chị à. Chung là xe về chỉ sẵn mà đổ xăng mà đi thôi ha. Xe không lỗi nha. Nên cửa hàng sẽ bao anh chị cái bán rút hồ sơ về cho anh chị, bao anh chị quay đầu và bao anh chị không dịch vụ taxi không lỗi nha. Mấy số zin anh chị ha. Anh chị cảm thấy ưng ý nó thì cứ alo em trai ha. Nói chung là anh chị mình xem thì coi ưng ý và thích con nào thì cứ alo với em trai để em sẽ gửi hình chi tiết cho anh chị mình xem và để anh chị tham khảo anh chị ha. Em trai ô tô Quốc Hùng cũng xin phép ngừng lại tại đây, trong quá trình mình quay những chiếc xe sơ lược cho anh chị xem thôi. Anh chị ưng ý thì cứ chụp lại màn hình và gửi qua Zalo cho em trai ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai anh chị nha. Bây giờ em cũng xin phép ngừng lại tại đây và chúc cho anh chị một buổi tối thật là vui vẻ và thật là vui vẻ bên gia đình. Xong rồi mình coi video nè, coi xe rồi coi này coi kia, coi xong là mình ngủ một giấc thật là ngon, mai đi làm tiếp kiếm tiền mua xe anh chị nha. Ok cho anh chị ha, chúc cho anh chị kiếm được thật là nhiều tiền để lên mua xe ủng hộ cho em trai ô tô Quốc Hùng Tân Phú Đồng Nai nha anh chị nha. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho em trai trước khi lướt qua kênh khác anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Bye bye.